Phụ nữ còn nóng giận là còn thương, họ chỉ ngang ngược với duy nhất người họ yêu và tin tưởng hết lòng. Đàn ông phần lớn là vô tâm và sĩ diện, họ vẫn thương, vẫn yêu, vẫn bao dung, nhưng không giỏi kiềm nén, để rồi làm tổn thương người phụ nữ của mình. Sự tổn thương của phụ nữ không chỉ đến từ lời nói mà còn là thất vọng và cô đơn. Giây phút phụ nữ cố chấp, hy vọng sẽ nhận được cái ôm hay ánh mắt cảm thông, thì họ lại nhận về sự hằn học và dữ dằn. Đến cuối cùng, phía sau sự quát tháo của đàn ông, phụ nữ sẽ mãi mãi không thể hiểu được. Và chỉ như ngọn lửa bùng lên không chịu ngừng, bất chấp mình sai. Vậy nên đàn ông, thay vì cố gắng để cô ấy chấp nhận mình sai, thay vì mắng mỏ để làm cô ấy sợ, thì hãy cảm hóa cô ấy bằng yêu thương, bằng những cảm thông và cưng chiều hết mực. Phụ nữ khi được yêu thương sẽ dịu dàng như nước, còn ngược lại thì sẽ cuộn trào như bão tố, nhấn chìm tất cả. Tình yêu không phải phân định ai đúng, ai sai, mà là chấp nhận và dung hòa. Cứng rắn bao nhiêu cũng có thể tan chảy, sai có thể sửa thành đúng, nhưng vỡ rồi cố gắng lại thì vẫn sẽ thấy vết hằn. Tình yêu một khi mất đi rồi sẽ chẳng lấy lại được. Đến khi ấy, tổn thương không chỉ riêng ai, mà chính là tình yêu của cả hai. Ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Mai này khi mọi chuyện qua đi, tình ta sẽ phai dần. Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa. Gặp nhau xin đừng níu kéo. Nhưng sao em không buồn, sao không thấy nước mắt em rơi, giống như những ngày mà ta từng yêu đắm say. Trong tim em mỉm cười, hay em chỉ muốn giấu che đi nỗi đau hỡi người. Nói với anh vì sao em nỡ. Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn.